Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trỗi Dậy Tò Mò của chúng tôi ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm qua, hay các con vật có sức mạnh to lớn như voi ma mút hay cả Megalodon cũng như vậy. Nhưng đã có không ít bằng chứng chứng minh sự tồn tại của chúng trên thế giới của chúng ta. Mới đây, chúng tôi đã săn được một vài video cực hot về những con vật tưởng chừng như đã tuyệt chủng này để các bạn cùng tìm hiểu. Megalodon là một loài cá mập đã tuyệt chủng từ rất lâu, cách đây khoảng 2 triệu năm. Chú cá này được cho là to gấp bội tàu Titanic và nổi tiếng là sinh vật trong truyền thuyết về độ nguy hiểm. Tại Nhật Bản, người ta đã bắt được một con cá mập vào năm 2016 ở ống kính được lắp đặt dưới biển sâu. Người ta cho rằng đó là Megalodon, nhưng chuyện này cho tới bây giờ vẫn không thể biết chắc được đó có phải là nó hay không. Hổ đầu chó, hay còn gọi là hổ Germania, hổ này mang trên người thân mình hổ nhưng lại có một đầu chú chó. Nghe quả thực rất khó tin phải không nào? Nhưng loài vật này đã từng tồn tại trên trái đất. Nó đã từng làm người dân hoảng sợ vào năm 1900 bởi vì nó còn đáng sợ hơn cả loài báo hay linh cẩu. Con hổ đầu chó cuối cùng trên trái đất được giam cầm ở Úc và nó mất vào năm 1936. Và đây là video mà mọi người cho rằng con vật trong video là một con hổ đầu chó. Nhưng nhiều người lại có ý ngược chiều lại, nói đây chỉ là một con hổ bình thường mà thôi. Hổ răng kiếm. Chúng cũng thuộc họ nhà mèo và chúng to gấp đôi những con hổ hiện tại bây giờ. Nó xuất hiện vào 10.000 năm trước tại Bắc và Nam Mỹ. Và chắc video này làm ta không còn gì để hoài nghi vì cảnh quay chú hổ hùng vĩ nhất lịch sử của loài mèo này. Voi ma mút là loài voi khổng lồ được cho là to gấp đôi loài voi hiện tại và nó có một bộ lông vũ dày đặc tồn tại suốt thập kỷ hàng chục năm qua ở các vùng Bắc Cực. Vì bộ lông của voi ma mút rất dày và ấm so với khí hậu ở đó, cho nên loài người đã tàn sát loài voi ma mút này đến mức tuyệt chủng rất nhanh. Video trên ghi lại hình ảnh chú voi ma mút đang lội qua dòng sông chảy xiết ở rừng Sumeria. Khủng long bị bắt ở châu Phi. Khủng long là một loài đã được cho là tuyệt chủng hàng triệu năm qua và hầu như cho tới bây giờ không ai tin rằng chúng còn tồn tại. Nhưng không thể tin được rằng có một chú khủng long đã bị bắt ở châu Phi. Người dân ở đây đã trưng bày chú khủng long xấu số này. Qua chuyện đó, nhiều người đã thay đổi cách nghĩ và tin rằng khủng long thật sự đã từng tồn tại. Và có lẽ nó đang ẩn sâu đâu đó bên trong trái đất mà ta không thể biết được.
Sau khi xem những video vừa trên, bạn thấy sao? Quả thực là tuyệt vời phải không? Những con vật mà mình tưởng chừng như nó đã tuyệt chủng mà không thể nào nhìn thấy được thì nó thật sự đang tồn tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt.